cho mượn đi nha, cho mượn đi nha, cho mượn đi nha. Ôi, what the fuck man. Ui, để căng hết nhờ. Má b**** trắng cây máu luôn em à. Ừ, có súng rồi nha, shotgun 2 viên hẳn hoi nha. CKL luôn. Ừ, nó nhảy xuống dưới luôn rồi. Ừ. À! Chạy đâu? Chạy đâu rồi? À, nó chưa có súng. Chạy á mày. Giết người phải giết cho tận răng anh em à. Ôi, tí nữa nó lụm súng ra là chết mẹ mình. Thằng lùn này mới xuống hay sao quá, nó đéo có súng luôn. Gì ba? Dạ. Làm gì? Đây là lụm súng lên. Lụm lên, đúng rồi, lụm lên. Lụm bị lắc hay sao anh em à? Lụm súng lên. Lụm lên. Lụm súng vô, lụm đạn không vậy? Lụm súng vô. Đúng rồi, gà đạn nè. Gà đạn cái. Đúng rồi, gà đạn là xịt máu lũ đít liền. Gà đạn. Bấm R gà đạn. Biết R không? Bấm R gà đạn. R. Chữ R kế chữ E má. Gà đạn vô mới bắn được. R kế chữ E lụm hoài. R kế chữ E. Đúng rồi. Đạn cái lụm. Mà mới biết chơi game anh em à. Nó sắp mấy thằng mới biết chơi game chơi với mình ta. Cái ý nó là má mình chơi gà quá hả? Kỳ ta. Nó trình độ mình vậy mà nó sắp cho mình chung với lại mấy thằng mới biết chơi game. Ok. Nó đi luôn anh em à. Không được, không có giáp, bắn một viên là chết luôn á. Giáp một cũng được. Chỉ còn giáp thôi. Ê, còn là ngon quá. Ui dồi. Ngon quá vậy ta. Về đi luôn. Ê, như thằng này có mũ 2 hả ta? Ok đó. Ê, có cả xe luôn, ngon vậy ta. Tính túy đồ gì nó tập trung ra cho mình hết. Ngon đó nhờ, có cả xe đi luôn nè. Có. Hay đó nhờ. Ôi, xịn thế nhờ. Chuẩn bị sẵn vậy. Ai để sẵn cho mình đi luôn vậy? Hay vậy ta. À, xe của thằng kia. À, xin lỗi nha, biểu không ra lái ai biết. Đồ. Cho mượn đi nha. Ôi! What the fuck man? Ui. Để căng hết nhờ. Má b**** trắng cây máu luôn anh em à. Nó bắn cái đầu mình luôn. Thằng mất dạy. Ơi, cái xe. Chết mẹ tôi rồi. Xe này cũng đéo đi được nữa thôi mà. Mất mẹ đi. Má nó bắn ngay cái đầu luôn, em nhìn nè. Đầu má sức cả mũ ra luôn. Sao nó may mắn vậy ta? Tiêu rồi đời. Xe của thằng nhà này nó chưa đi, không mình lấy mình xin xe, mình lấy mình đi ké được không ta? Ơi bạn gì đó rồi, có lấy xe không cho tôi đi ké mới được không? Mình chôm xe đó, mình chôm xe đó nha nè, chôm xe đó.
ngoài luôn. Hay thế nhở. Chụp một xe nha. Ngon lành. Sẽ lấy cái nhà này đỡ cái. Mình sẽ vô bo từ từ thôi. Từng chút một. Có cái nón không? Để có nón luôn. Má cái nào bắn dài nãy bắn bên đâu rồi? Tôi thiệt. Tôi canh tôi bắn chết mẹ nó nè. Kìa nó kìa nó kìa nó kìa. Đúng rồi nè, nó nè. Người ta bảo á. Người ta bảo á, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn nha cu. Anh em à, con em cho cô đi rồi. Có nên chạy ra ngoài đó lượm cái nón xong chạy vào không? Anh em có nghĩ là nên chạy ra ngoài đó lượm cái nón xong chạy vào không? Tôi nghĩ là có á, đúng không? Mình để có nón, mình rất là dễ bị chết. Tôi nghĩ là nên. Mình lượm nón với lượm máu xong mình chạy vào. Mình không có lượm gì chân á, nón với máu. Đúng á, tôi nghĩ là nên. Nên ra ngoài lượm nón với máu xong chạy vào. Bắn người ta thì bây giờ người ta bắn lại. Ai biểu chơi cái trò bất dạy ác ôn. Thiệt chứ. Chơi nha mày. Chơi nha mày. Chơi cái trò bất dạy nha mày. Trời. Are you okay? Hello, thank you very much. Hello, thank you. Cảm ơn đồng nét nhà tí của đi check cả nhà của đi chạy cho bo cái phải bo đau quá nè em à. Khu này khu nhà hả? Khu nhà gì đây ta? Nhà này trên núi, xe mình ít máu quá. Chết rồi. Vô chứ không được sâu quá anh em à. Nó bắn một cái là phải dừng chơi với nó luôn á. Tại vì nó bắn không dừng là nổ xe nha anh em. Nó bắn không dừng là nổ xe, bắn là phải dừng liền nha anh em. Mọi cách bị bắn là phải dừng xe. Bị bắn là phải dừng xe. Không cố được nha. Mẹ rồi. Ê, mẹ thằng nào mới nghe tiếng cái bên vậy? Bị bắn là phải dừng xe.